Minh Dự xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội đổi đời. Ngày hôm nay Minh Dự cùng anh Hoài Phương và anh Steven Nguyễn, vận động viên bóng rổ, sẽ quyết tâm cố gắng hết sức để mà hoàn thành nhiệm vụ để mà đem về số tiền nhiều hơn của cảnh gia đình địa phương. Tham gia game show bình thường thì không sao, chỉ mang tính chất vui nhộn giải trí, nhưng mà đặc biệt game show Cơ hội đổi đời một mang tính chất là gì? Giúp đỡ một hoàn cảnh hơn hết là và trong hoàn cảnh đó không phải riêng một người mà là còn vợ, còn chồng, còn các con, thì cái nhiệm vụ của mình nó mang cái tính chất ghê gớm lắm, cho nên là mình phải nghiêm túc trong những gì mình thực hiện. Và nhiều khi mình chắc là giữ hơi xúc động chút, cho nên là hôm nay tâm trạng nó cũng bồi hồi khi mà sau khi nghe cái hoàn cảnh của gia đình, rồi chỉ biết cố gắng hết sức thôi. Mình là nghệ sĩ, mình phải biết nhạy cảm, có cảm xúc với những vấn đề xung quanh cuộc sống chứ, đúng không? Mình nghe xong mình phải biết thổn thức, phải biết bồi hồi một chút. Lý do thứ hai là vì xuất thân của Dự cũng không có được khá giả, trong một cái xóm lao động nghèo, và ba mẹ cũng không có đầy đủ chi phí để nuôi cho mình đầy đủ tất cả. Cho nên là ngay cái tiền học phí hàng tháng từ suốt mười mấy năm áo trắng trên ghế nhà trường, và khi cái lên đại học cũng vậy nữa, giống như mà cậu bé 19 tuổi lúc nãy, thì cũng thiếu thốn tiền sách vở đi lại, rồi nhiều khi mình không đủ tiền chi phí mà mình bị cấm thi nữa. Cho nên là mình nghe xong mình cũng thấy giống trường hợp của mình chút, cũng con nhà nghèo cũng thiếu thốn, nên là mình cái ý thức là mình phải cố gắng trong chương trình nó rất là cao. Quá tại mình đi ra đường, mình đi học, mình tới trường cũng phải có tiền trong người chứ. Nhưng mà ngay cả năm nhất năm hai cũng có những lần mà mấy bạn, quý vị biết những cái tiệm gà rán thèm lắm, nhìn bạn bè những đứa khá giả ăn thèm chứ. Nhưng mà đã là sinh viên năm hai đại học mà, quý vị biết là có khi đi ngang tiệm gà rán không có đủ ba mấy ngàn để mua một cái cánh gà rán mình ăn, bởi vì mình biết mình dùng ba mấy ngàn đó mình mua xong mình không còn tiền xe buýt về nhà. Đó, thì đó là những cái khó khăn mà mình nghĩ là mình sẽ vượt qua. Bây giờ thì Dự đã, ngay từ khi năm 3 đại học, quý vị biết tới Minh Dự trên các game show truyền hình và các bộ phim, thì Dự đã tự lo cho bản thân mình về học phí cho đến khi tốt nghiệp đại học luôn. Và sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ cơ hội công việc tới được khán giả yêu thương, thì Dự đã có thêm chi phí để chăm sóc gia đình của mình. Chú ơi, chú ơi. Và bây giờ khi mình lo cho đứa con dự giả, thì mình lại giúp cho những cuộc đời khó khăn khác, ông nhiều thì ít.